hỏa hoạn thiêu rụi bãi phế liệu hơn 200 mét vuông, thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy bùng lên tại bãi phế liệu trên đường Huỳnh Thị Mài, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 5, bãi phế liệu rộng hơn 200 mét vuông trên đường Huỳnh Thị Mài, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện cháy, người dân địa phương cùng chủ bãi phế liệu dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 10 phút sau, đám cháy bao trùm bãi phế liệu kèm theo nhiều tiếng nổ. Một số hộ dân sống bên cạnh bãi phế liệu cũng phải sơ tán để phòng cháy lan. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an huyện Hóc Môn đã điều 5 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến gần 18 giờ 30 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản tại bãi phế liệu bị thiêu rụi. Một xưởng gỗ nằm kế bên cũng bị ảnh hưởng.